Kính chào và cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình Hoàn Chỉnh Phát Triển để cập nhật thông tin từ các địa phương trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ Bảy ngày 27 tháng 8 có những nội dung đáng chú ý. Viện Chiến lược và Chính sách Y tế khảo sát tại thành phố Bà Rịa. Ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên. Phát huy vai trò trách nhiệm của hội nông dân trong xây dựng nông thôn mới. Hiệu quả từ mô hình nho rừng ngâm của nông dân xã Hoài Hiệp. Mở đầu chương trình Hoàn Chỉnh Phát Triển trưa nay là những ghi nhận tại thành phố Bà Rịa. Thưa quý vị, đoàn công tác của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế Bộ Y tế do Tiến sĩ Trần Đức Thuận, Phó Viện trưởng làm trưởng đoàn, đã có buổi khảo sát tình hình thực hiện nghị quyết 21/2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về công tác dân số tại thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Thành phố Bà Rịa hiện có 11 cán bộ chuyên trách và 95 cộng tác viên dân số. 100% dân số được quản lý trên phần mềm hệ thống cơ sở dữ liệu dân cư. Chất lượng dân số, tuổi thọ trung bình trên địa bàn thành phố Bà Rịa không ngừng tăng lên qua mỗi năm. Triển khai nghị quyết số 21 năm 2017 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12, công tác quản lý dân số, kế hoạch hóa gia đình của thành phố Bà Rịa luôn đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các câu lạc bộ tư vấn khám sức khỏe tiền hôn nhân duy trì bền vững. Tỷ xuất sinh giảm từ 10,83 phần ngàn năm 2018 xuống còn 10,71 phần ngàn vào năm 2022. Tỷ số giới tính duy trì mức 105 bé trai trên 100 bé gái, 100% phụ nữ mang thai được khám theo dõi sức khỏe, 70% cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ áp dụng các biện pháp tránh thai. Công tác chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi cũng được chú trọng. Sau khi làm việc với thành phố, đoàn công tác của Viện Chiến lược và Chính sách Y tế tiếp tục làm việc với xã Tân Hưng và phường Phước Nguyên, phỏng vấn đại diện 35 hộ gia đình có hai thế hệ trở lên và cộng tác viên dân số nhằm nắm bắt thực tế. Thưa quý vị, để đảm bảo an toàn phòng dịch tại các trường học trước thềm năm học mới 2022-2023, thành phố Bà Rịa đã thành lập 3 đoàn kiểm tra giám sát công tác phòng dịch COVID-19 và sốt xuất huyết tại Ủy ban nhân dân 11 phường xã và các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non, nhóm trẻ tư thục trên địa bàn. Trong hai ngày 25 và 26 tháng 8, các đoàn liên ngành của thành phố Bà Rịa đã kiểm tra công tác phòng dịch COVID-19, sốt xuất huyết và chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, thiết bị, vật tư y tế, hoạt động truyền thông phòng chống dịch bệnh tại các xã, phường, trường học trên địa bàn. Đoàn cũng kiểm tra công tác phối hợp giữa cơ quan y tế địa phương với các trường học, các phương án đảm bảo an toàn phòng dịch khi đón học sinh trở lại trường. Dịp này, đoàn cũng triển khai đến các địa phương và các trường những chỉ đạo hướng dẫn mới nhất của Bộ Y tế về phòng chống dịch. 62 học viên là cán bộ phụ trách công tác giảm nghèo của 11 xã phường, trưởng phó ban điều hành các khu phố ấp trên địa bàn thành phố Bà Rịa đã dự lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo cơ sở do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Bà Rịa tổ chức. Trong thời gian một ngày tham gia lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác giảm nghèo ấp khu phố năm 2022, cán bộ làm công tác giảm nghèo tại cơ sở của thành phố Bà Rịa được hướng dẫn quy trình điều tra, rà soát hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giai đoạn 2022-2025. Những nội dung cơ bản về theo dõi, giám sát, đánh giá hoạt động của chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo. Học viên còn được thông tin về các chính sách hỗ trợ người nghèo, người cận nghèo của nhà nước, thảo luận chia sẻ những cách làm hay, mô hình giảm nghèo hiệu quả. Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa vừa tổ chức trao quà cho các hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn. Những món quà không lớn về giá trị vật chất nhưng thể hiện sự đồng hành của tổ chức hội với hội viên trong hành trình vượt khó. 50 suất quà đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa trao cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Quà là nhu yếu phẩm với tổng giá trị 12,5 triệu đồng do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã vận động mạnh thường quân tài trợ. Thưa quý vị, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Bình Chả tổ chức tuyên truyền về an toàn giao thông, phòng chống ma túy, xâm hại tình dục trẻ em cho hơn 100 cán bộ công chức, người dân trên địa bàn xã. Tại buổi tuyên truyền pháp luật, các cán bộ công chức viên chức trên địa bàn xã Bình Chả, huyện Châu Đức được phổ biến những kiến thức cơ bản về các quy định và các lỗi vi phạm luật giao thông đường bộ, tình hình tội phạm ma túy, cách nhận biết, phân biệt các loại ma túy,
tác hại của việc sử dụng ma túy, các hành vi vi phạm về sử dụng pháo, kiến thức và kỹ năng trong phòng chống xâm hại trẻ em. Các đại biểu cũng được trao đổi kiến thức, kỹ năng xử lý các tình huống khi tham gia giao thông. Dịp này, Công an huyện Châu Đức tặng 20 nón bảo hiểm cho những đại biểu tham dự buổi tuyên truyền. Lễ bàn giao nhà tình nghĩa quân dân cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại ấp Liên Sơn, xã Xà Bang đã được Ban Chỉ huy quân sự huyện Châu Đức phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Xà Bang tổ chức. Căn nhà có diện tích 60m² được bàn giao cho gia đình có thanh niên tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự tại huyện Châu Đức. Kinh phí xây dựng do Hội Hoa Lan Đại Lâm Mộc tại thị trấn Ngãi Giao hỗ trợ 80 triệu đồng. Ban Chỉ huy quân sự huyện hỗ trợ công và vật liệu trị giá 20 triệu đồng. Dịp này, các cơ quan ban ngành đoàn thể của huyện Châu Đức, xã Xà Bang, các mạnh thường quân cũng đã trao tặng gia chủ tiền mặt và một số vật dụng sinh hoạt trong gia đình. Hội Hoa Lan Đại Mộc Lâm tặng sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Thưa quý vị, vừa qua những khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, năm học 2021-2022, ngành giáo dục đào tạo huyện Côn Đảo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ. 100% trẻ 5 tuổi đến trường, 100% học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình tiểu học, 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, 99,2% số học sinh trung học phổ thông được đánh giá hoàn thành chương trình năm học và 95,7% học sinh được công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022. Năm học vừa qua, dù đối mặt với biến cố thử thách chưa từng có do đại dịch COVID-19, nhưng ngành giáo dục đào tạo huyện Côn Đảo vẫn triển khai đầy đủ chương trình năm học, đặc biệt là triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới đảm bảo đúng tiến độ. Năm học mới 2022-2023 có chủ đề đoàn kết sáng tạo, ra sức phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ và mục tiêu đổi mới, củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục và đào tạo huyện Côn Đảo đề ra 9 nhiệm vụ và các nhóm giải pháp. Trong đó, địa phương chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, học và quản lý giáo dục. Chuyển sang ghi nhận tại huyện Long Điền. Thưa quý vị, kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề đã được Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền khóa 3 tổ chức. Tại kỳ họp, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền đã thông qua 75 nghị quyết liên quan đến điều chỉnh bổ sung danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án công trình đầu tư công năm 2023 trên địa bàn huyện. Tại kỳ họp thứ 10, kỳ họp chuyên đề sau khi xem xét các tờ trình, nghe các báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế Xã hội Hội đồng Nhân dân huyện, các đại biểu Hội đồng Nhân dân huyện Long Điền đã thảo luận và thống nhất thông qua 75 nghị quyết liên quan đến mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của huyện. Trong số này có một nghị quyết phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện. 74 nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư 74 dự án đầu tư công năm 2023. Tổng mức đầu tư hơn 333 tỷ đồng, cũng bằng nguồn vốn ngân sách huyện. Hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên giữa Liên đoàn Lao động các huyện thị thành trong tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh với Công ty Cổ phần Nastaco Hà Nội, doanh nghiệp được Bộ Y tế chỉ định triển khai đề án xã hội hóa cung cấp phương tiện tránh thai, hàng hóa và dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản tại khu vực thành thị và nông thôn, gọi tắt là đề án 818. Hội nghị tổ chức tại huyện Long Điền. Theo nội dung của bản thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi đoàn viên, Công ty Cổ phần Nasaco cam kết cung cấp các sản phẩm hỗ trợ sức khỏe và sinh lý sinh sản cho người lao động thuộc Liên đoàn Lao động các huyện thị thành và Công đoàn ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với mức ưu đãi. Trong thời gian thực hiện thỏa thuận hợp tác, Liên đoàn Lao động các huyện thị thành, Công đoàn ngành giáo dục Bà Rịa Vũng Tàu tạo điều kiện để Công ty Cổ phần Nasaco tiếp cận các công đoàn cơ sở để tuyên truyền giới thiệu sản phẩm dịch vụ đến người lao động. Tại hội nghị, gần 100 công đoàn viên nữ của các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện Long Điền cũng được tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản phụ nữ, bà mẹ trước và sau sinh, cách phòng chống viêm nhiễm đường sinh sản, ung thư cổ tử cung, các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Hướng tới Ngày Quốc tế Người Cao Tuổi 1 tháng 10, Hội Người Cao Tuổi huyện Long Điền phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện tổ chức Hội thao Người Cao Tuổi năm 2022. Hơn 100 vận động viên là người cao tuổi ở 7 xã thị trấn trên địa bàn huyện tham gia hội thao. Các vận động viên tham gia hội thao người cao tuổi huyện Long Điền tranh tài ở 5 bộ môn: cờ tướng, dưỡng sinh, xe đạp chậm nam nữ, bóng bàn và bóng chuyền hơi. Hội thao là sân chơi để những người cao tuổi có thêm niềm vui, rèn luyện sức khỏe và gắn kết, hiểu biết nhau hơn.
Nhân Trung thu năm 2022, Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh phối hợp với Hội nạn nhân chất độc da cam, dioxin và bảo trợ xã hội huyện Long Điền tổ chức trao 100 suất quà cho những nạn nhân da cam và người khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Long Điền. Quà được trao đến các nạn nhân da cam trên địa bàn huyện Long Điền là bánh trung thu và 300.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí trao quà 57 triệu đồng do Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin và bảo trợ xã hội tỉnh vận động Hiệp hội Thương gia Đài Loan tại Bà Rịa Vũng Tàu hỗ trợ. Thưa quý vị, Ban chỉ đạo thực hiện đề án nâng cao vai trò trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam của Ban Bí thư Trung ương Đảng tại Quyền Đất Đỏ vừa có buổi làm việc với Đảng ủy xã Phước Hội về tình hình triển khai đề án. Theo báo cáo tại buổi làm việc, từ đầu năm 2022 đến nay, xã Phước Hội có hơn 840 hội viên nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Để giúp hội viên có thêm nguồn lực, Hội nông dân xã Phước Hội đã giải ngân cho hai dự án từ nguồn vốn quỹ hỗ trợ nông dân tỉnh và huyện cho 17 hộ với tổng số tiền 850 triệu đồng. Hội cũng tạo điều kiện cho 3 hội viên vay 80 triệu đồng không tính lãi từ các nguồn vốn vận động. Hội nông dân xã Phước Hội đã mở 6 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên, phối hợp hỗ trợ 4 con bò giống cho 4 hội viên, giúp 24 hội viên lúa giống, phân bón, trục ruộng với tổng số tiền gần 54 triệu đồng. Hội nông dân xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vai trò chủ thể của nông dân trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng nếp sống văn hóa nông thôn. Đến nay có 98% hội viên nông dân đạt gia đình văn hóa. Chúng tay chia sẻ với cộng đồng, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Quyền Đất Đỏ tổ chức chương trình Kết nối yêu thương. Trong chương trình, nhiều suất quà đã được trao đến những gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Quyền Đất Đỏ. Trong chương trình Kết nối yêu thương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đã trao tặng 62 suất quà, mỗi suất gồm 1 triệu đồng tiền mặt, trao 10 chiếc xe lăn, mỗi xe trị giá 1,5 triệu đồng, tổng kinh phí quà tặng 77 triệu đồng. Do Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vận động các doanh nghiệp và mạnh thường quân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ. Chương trình là cầu nối để các doanh nghiệp tấm lòng nhân ái chung tay chia sẻ khó khăn với những gia đình có hoàn cảnh khó khăn và đang nỗ lực vượt khó. Thưa quý vị, khích lệ động viên học sinh bước vào năm học mới 2022-2023, Hội khuyến học phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ phối hợp với Ban điều hành 8 khu phố tổ chức trao 359 suất học bổng khuyến học khuyến tài cho học sinh có thành tích tốt trong năm học vừa qua. Hội khuyến học phường Mỹ Xuân, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức trao 242 suất học bổng khuyến học khuyến tài. Trong số này, học bổng cho học sinh trung học cơ sở mỗi suất trị giá 700.000 đồng và 10 cuốn tập. Học bổng cho học sinh tiểu học mỗi suất trị giá 500.000 đồng. Dịp này, Ban điều hành 8 khu phố của phường Mỹ Xuân cũng trao 117 suất học bổng cho các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, mỗi suất trị giá 400-500.000 đồng. Tổng số tiền trao học bổng hơn 133 triệu đồng do Hội khuyến học phường Mỹ Xuân và Ban điều hành khu phố vận động các doanh nghiệp mạnh thường quân ủng hộ. Quý vị đang theo dõi chương trình Hòa nhịp phát triển và ghi nhận tiếp theo tại huyện Xuyên Mộc. Thưa quý vị, hướng tới ngày Quốc khánh, Thường trực huyện ủy Xuyên Mộc đã tổ chức đi thăm và tặng quà ba gia đình có công với cách mạng và cán bộ lão thành trên địa bàn thị trấn Phước Bửu. Thăm các gia đình có công với cách mạng và các lão thành cách mạng, lãnh đạo huyện Xuyên Mộc ghi nhận những cống hiến to lớn của các gia đình cá nhân cho đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lãnh đạo huyện đã trao tặng mỗi gia đình cá nhân suất quà trị giá 1 triệu 500.000 đồng. Ban tuyên giáo, Ban tổ chức huyện ủy Xuyên Mộc vừa tổng kết và trao bằng tốt nghiệp lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022 cho 80 học viên là cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Sau 4 tháng học tập, học viên lớp sơ cấp lý luận chính trị năm 2022 tại huyện Xuyên Mộc đã hoàn thành 18 chuyên đề do Ban tuyên giáo Trung ương biên soạn. Qua chương trình học, cán bộ đảng viên cơ sở trên địa bàn Xuyên Mộc có thêm kiến thức về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 100% học viên đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ học viên xếp loại giỏi đạt 20%, loại khá đạt 75%, không có loại trung bình. Thưa quý vị, kế hoạch đi bộ gây quỹ hỗ trợ phòng chống đuối nước ở trẻ em trên địa bàn huyện Xuyên Mộc năm 2022 vừa được Ủy ban Nhân dân huyện Xuyên Mộc thống nhất. Lãnh đạo huyện giao nhiệm vụ cho các phòng ban chức năng và từng xã thị trấn chuẩn bị chu đáo để chương trình diễn ra tốt đẹp, tạo sức lan tỏa sâu rộng.
Theo kế hoạch, chương trình đi bộ gây quỹ hỗ trợ phòng chống đuối nước ở trẻ em huyện Xuyên Mộc sẽ diễn ra vào sáng 1 tháng 9 năm 2022 tại dự án Tram Resort Hồ Tram, xã Phước Thuận. Sự kiện có sự tham gia của hơn 1.000 đại biểu và công chức viên chức các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện, các xã thị trấn, cự ly đi bộ khoảng 3 km. Đi bộ nhằm gây quỹ hỗ trợ phòng chống đuối nước ở trẻ em cũng là khuyến khích vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Công an xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc và Ban quản lý dự án Tropicana vừa ký kết quy chế phối hợp về đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã Bình Châu. Việc ký kết phối hợp nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xử lý các tình huống liên quan đến an ninh trật tự tại khu vực dự án The Tropicana, Nova World, Hồ Tràm. Theo quy chế phối hợp, Công an xã Bình Châu và Ban quản lý dự án Tropicana cùng cung cấp thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự giữa hai bên. Hai bên cũng phối hợp trong đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, phối hợp trong quản lý nhà nước về trật tự xã hội như quản lý về cư trú, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ quả nho rừng, loại cây mọc hoang trong rừng không thể ăn trực tiếp, một nông dân tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc đã mạnh dạn nghiên cứu để cho ra loại thức uống thơm ngon và bổ dưỡng. Mô hình chế biến thức uống từ quả nho rừng của anh Trần Hữu Toản không chỉ tạo thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Hơn 5 năm qua, đều đặn từ tháng 8 đến hết tháng 10, ngôi nhà của anh Trần Hữu Toản tại xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc lại nhộn nhịp hẳn. Gần chục lao động, chủ yếu là phụ nữ, đến đây để phân loại và làm sạch nho rừng, chuẩn bị cho công đoạn ủ thành rượu. Công việc thời vụ này tạo thu nhập ổn định cho chị em từ 200 đến 250 ngàn đồng một người một ngày. Nhờ có cơ sở sản xuất nho này, thì chị em chúng tôi cũng có thêm thu nhập đến làm giúp để có công ăn việc làm cho chúng tôi để có thu nhập cho gia đình. Theo anh Trần Hữu Toản, chủ cơ sở chế biến nước uống từ nho rừng, một lần tình cờ xem trên Facebook và biết được nho rừng có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, cải thiện hệ tim mạch, tiêu hóa, anh nảy sinh ý định chế biến các sản phẩm thức uống từ nho rừng, có nhiều ở khu vực núi Mây Tàu, xã Hòa Hiệp. Năm 2017, từ việc làm thử cho gia đình sử dụng đến biếu bạn bè, rượu nho rừng của gia đình anh Toản nhận được nhiều lời khen. Nhiều người sau khi dùng thử đã đặt mua về biếu cho bạn bè gia đình. Nhận thấy nhu cầu ngày càng cao, anh Toản đã mạnh dạn triển khai mô hình chế biến rượu nho rừng. Hiện anh Toản đã chế biến thành công nhiều loại thức uống từ nho rừng như rượu vang, rượu nhẹ và siro nho rừng. Mỗi tháng sau khi trừ chi phí, anh thu về gần 20 triệu đồng, đồng thời còn tạo việc làm cho 17 lao động địa phương. Vợ chồng quyết định phát triển thêm mở rộng là mình bỏ tiền ra mua thu mua của người đi rừng về. Thứ nhất, thứ hai nữa là để làm cho mọi người có công ăn việc làm và càng ngày thì thấy người tiêu dùng nó biết đến nhiều thì gia đình làm hàng năm nó tăng thêm sản lượng. Cái nho rừng là cái nguồn gốc tự nhiên, người dân tự đi hái trên núi về. Trước đây thì hồi giờ anh Toản chỉ sử dụng cái nho rừng để ngâm rồi sử dụng gia đình rồi làm quà biếu tặng. Dần dần khi nguồn nho rừng nó nhiều thì gia đình tiến hành tới việc là thương mại, thì cái việc làm vậy thì nó cũng giải quyết được rất nhiều lao động ở địa phương. Nho rừng sau khi được chọn lọc, rửa sạch, phơi trên nền lót vải mềm, sau đó cho vào hũ hoặc canh nhựa lớn, tuần tự một lớp nho, một lớp đường phèn hoặc đường nâu và ủ khoảng một tháng. Rượu nho rừng bảo quản trong môi trường thoáng mát trên một năm vẫn sử dụng được. Chương trình Hòa Nhịp Phát Triển trưa nay đến đây xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình bản tin thời sự tiếp theo.